Đây là một khung cảnh khá đẹp trên con đường đi tầm chó của tôi ngày hôm nay. Và tôi đang có mặt tại địa phận của tỉnh Bắc Cạn. Tôi đang đứng ở trên đèo. Bên dưới này là vực sâu này. Và đường đi ở sau lưng đây. Khung cảnh rất là mênh mông. Mọi người có thể thấy là thị trấn thì ở dưới chỗ sương mờ kìa. Còn núi thì rất là cao. Cảm giác như là núi chạm mặt trời luôn. Kia là bản làng của đồng bào người Mông kìa. Đứng. Zoom lại cho mọi người thấy nhá. Nhà toàn treo leo trên đỉnh núi thôi. Và lát nữa thì tôi sẽ phải vòng sang bên đấy. Không biết là đường lòng vòng như thế nào, nhưng tôi tưởng hình dung là có những, nhìn thấy có những con đường bên đồi bên kia. Kia có một ngôi nhà. Và sau lưng toàn đường đèo thôi. Mình sẽ phải đi vòng rất là xa đấy. Ở đây thì vẫn còn khá là nhiều rừng nguyên sinh. Nhà cao nhất thì trên đỉnh đồi bên kia. Còn nhà thấp nhất thì đang ở dưới vực sâu kìa. Đấy, những ngôi nhà trắng trắng kìa. Thật sự là không phải đơn giản khi đi trên con đường này các bạn. Nãy lên cao bao nhiêu thì bây giờ phải xuống thấp bấy nhiêu. Và đường ở đây thì bây giờ là không có đường bê tông, đi khoảng gần chục cây rồi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đường sâu thăm thẳm tít dưới kia. Khi mà lên đèo bên kia thì mình cũng phải đi bằng số 1. Và bây giờ xuống thì cũng phải đi bằng số 1. Bởi vì đường rất nhiều đá lởm chởm. Hai bên đường toàn đá là đá thôi. Bây giờ thì đến đây thì mình chưa hình dung ra cái đường sắp tới mình đi nó sẽ thế nào. Đây là đường Bắc Cạn nha, Bắc Nặng, Bắc Cạn này. Toàn núi đá xanh biếc. Trên này, nhà nào cũng gần gần giống nhau ấy, anh nhờ. À, chào em. Ok. Ôi, nhiều xe thế. À, thế à? Họ gửi à? Họ làm gì mà họ gửi đấy? Họ về thăm em mà. À thế à? Ở anh em ở quê đến chơi à? Nhà mình ngày xưa cũng ở như thế này đây các anh em ạ. Lúc mình mới lớn lên bố mẹ cũng làm nhà gỗ và ở như thế này đấy. Đây à, xin chào. Chào cả nhà. Đây, đây. Em tên là gì nhỉ? Trên Facebook là anh chưa biết. Em tên Thanh. Thanh à? À. Hai anh em làm trai này. Ôi, hay đấy. Nhà Thanh rất là đơn sơ anh em ạ. Nhà gỗ nghiến phải không em? Không. Hay gỗ tạp? À. Nhà này là 36 cột phải không? 20 cột đó. Đây, chủ nhà sinh năm 98 này. Ba đứa con. Mới có hai đứa thôi phải không? Hai đứa chuẩn bị đứa thứ ba. Chủ nhà 98. Đây hôm nay lên là xem con chó cọc này. Đây là bạn à? Hay là... À bạn đến chơi cái gì? Cái nhà là hai vợ chồng mới ở riêng ra đây à? Không, đây là chung với bố. À, thế bố mẹ em đâu rồi? Bố mẹ đi xuống dưới lán. À, lán làm gì đấy? Chăn nuôi gà. À, chăn gà. Chăn gà, gà ta hay là gà trại? Gà ta thôi. Ừ. Thế tổng nhà mình có mấy người? À, còn 10 em trai nữa. À, thế à?
Thế trong nhà anh thấy không thấy có đồ đạc, không thấy có đồ đạc gì cả. Thế hàng ngày thì nhà em làm cái gì sinh sống? Vào thấy gia đình Thanh mọi thứ rất là đơn sơ. Đây các bạn ạ, cuộc sống của người vùng cao là như thế này. Nhà cửa thì rất là đơn sơ, nhưng mà đam mê săn bắt thì không ngừng nghỉ. À đây con gái xinh quá. Có định test thử con chó này săn rắn nhưng mà có con rắn nó lại bị chết mất rồi. Đây là con chó cọc. Mình cho nó ra ngoài cho nó sáng tí thôi. Con chó này bây giờ chắc phải tầm khoảng 15 cân nhỉ? 15 cân. Ừ. Con này là cọc cọc tịt. Gọi là hàng cọc chuẩn. Con này thì em chuyên cho đi săn rắn rồi à? Chuyên săn rắn. Cày cáo cũng cho mà. Cày cáo cũng chơi đẹp. Con này nó đuổi có được lâu không? Được. Nếu mà săn cầy cáo á. Cầy cáo thì cũng được. Chơi tặng. Bởi vì không không cho nó đi nhiều săn cầy cáo. Trên săn rắn này đấy. Con này hàng cọc. Con này thì đầu thủ thì mình nhận định là con này nó cũng thuộc dạng khá thôi. Nếu mà hàng cọc thì nó cũng không chưa phải là hàng đẹp lắm. Chân tay cũng to, móng cũng được. Con này thì có một chút huyền đề đơn ở chân sau. Nếu mà xét về tiêu chí là chó cọc là không được huyền đề. Nhưng mà đây là mình đang mua là chó săn. Con này lưỡi có một tí đố ở bên trong thôi. Răng đủ. Con này cái mũi cũng khá đẹp đấy. Mũi nhẵn. Nó có con vắt trong mũi sao? Có vắt. Phải không? Đi săn nhiều nó khen, có mắt. Lưới đỏ chứng tỏ đi ngày nào cũng đỏ hàng. Ngực nở phết, nhìn phong giá cũng khá nha. Con chó này mấy tuổi rồi em? Hơn 1 tuổi. Hơn 1 tuổi rồi à? Đem phơi đỏ quên đi. Bắt đi con lưới đỏ đi cho nó đỏ. Con này nó biết ngồi xe máy không? Có mà. À thế à? Nhấc lên xe là được ngay. Có nghĩa là mình cứ cho xe hay là nó tự nhảy lên? Mình nhấc lên. À mình cứ ôm lên. Nó nhảy lên. Nhưng con này nó ngồi đằng trước hay đằng sau? Đằng trước mà. À thế à? Đi khắp nơi nó không nhảy xuống đâu phải không? Không nhảy đâu. Con này nhìn ngực khá là nở đấy nhỉ. Bây giờ mình nhấc lên xe nó cũng không nhảy xuống. Con cọc này tên là Anh à? Theo tiếng của người Mông có nghĩa là gì nhỉ? Ti. Nó nghĩa là ti á? À thế à? Chắc đây, con này cũng chịu khó gì phết đây. Con này được nhưng mà con cho non. Con này là cái à? Nhìn như kiểu xù Bắc Hà ấy. Hơi xù xù. Về chưa cho nghỉ ngày nào? Ngày nào cũng đi. Ngày nào cũng đi. Ngày nào cũng được. À. Nhưng mà trên này rừng núi như này thì nhiều thật. À, cho đi cùng con này à? Con này mới ốm dậy. Nhìn như xù Bắc Hà ấy. Anh đúng rồi, tên là Anh. Nhưng con này là em cứ đi săn chứ còn cũng chưa thả rắn ra thử bao lâu đâu phải không? Thả rồi. Thả rồi á? 2 tiếng em chắc chắn luôn. Thả 2 tiếng? Ừ. Có nghĩa là bây giờ em cứ thả tự nhiên trong là khoảng 2 tiếng. Hôm qua em gửi cho anh kia em thả đây xong nó về tít dưới này, nó vào lố trên dưới này. Anh đã xem cái video em gửi cho anh rồi. Cái đấy em thả hơn tiếng rồi đấy. Nhưng mà nó vẫn đi nhanh. Tiếc quá, hôm nay con rắn kia lại chết mất, không thì thả ra đây để. Mở hai thằng em kia. Con này nó đi xa mình gọi nó lại luôn à. Vâng. Nó lại nhỉ. Đấy. Đây. Bị màng nhện cuốn mắt. nó toàn đi từ từ như là có nghĩa là lúc đi hơi nguội thì nó đi chậm rồi gì đi chậm đi từ từ gần đến con rắn thì nó đi nhanh gần đến rắn kia mới đi nhanh. Trong cái video này anh xem rồi nó cũng gần đến nó cũng sủa nhỉ. Vâng. Và con này nó vào hang đi vào hang là nó sủa với nó đào. Nhưng mà con này ở đây thì em mới chỉ săn hổ chúa hổ bành thôi đúng không? Vâng. Còn những loại hổ trâu rắn ráo là rắn ráo cũng chơi mà. À nhưng mà hổ trâu thì ở đây không có.
Thế con này bây giờ em để cho anh bao nhiêu tiền bây giờ? Con này họ cũng trả khá cao rồi, 7 triệu được, em mới bán không được nữa. Ừ. Đấy, anh bạn này anh nói là 7 triệu mới bán anh em ạ. Không được cũng không bán. Ờ. Con này răng này vẫn còn trắng tinh. Cho con đấy, cho già đấy. Ừ. Các kiểu thì em bảo hành luôn. Rắn đen gọi là rắn hổ mang đấy hả? À, bành mà hổ mang bành. Nếu không tin đây, đây thằng em trai một tí. Anh em đang đi thì anh bạn áo trắng này nãy thấy con rắn ráo qua đây. Chắc tầm 15 phút rồi nhỉ? Này là không. Không không chuyên về rắn ráo nhưng mà thử xem nào. Hay là vào hang kia. Kia có cái lỗ kìa. Chắc lên trên này rồi. Ờ. Nó lên lên trên này đi. Thì tính là nó cũng thấy có thấy mùi. À, gọi phát đi ngay, cũng dễ bảo thôi nhỉ. Yeah. Nhất là con chó nó khó bảo gọi, nó không thèm đi ấy. Lên rừng nó thích đi đâu rồi đi. Mình đang vòng lên trên tả ly này xem nào. Chó đang tìm ở đây. Không ai ở dưới, nó lại phi phát xuống dưới đấy. Chúng là nãy con rắn chắc lên chỗ này. Nó lại ở ngang cái tả ly này, khó chơi. À, con này với là gặp hơi hơi là nó cũng gần gần là nó cũng sủa luôn đấy phải không? À, gần nó sủa. Ừ. Xuống dưới đường kia rồi. Rắn được rồi. Phải không? Không. Không có ai ở dưới. Chú xuống dưới đi. Con rắn nó phi xuống dưới. Cũng chưa săn rắn ráo mấy nhưng mà hôm nay thử luôn. Nãy thử con hổ bành thì con hổ bành lại chết mất rồi. Đang chui vào cái bụi cỏ. Em vạch vạch cái cỏ ra phát thì mình dễ nhìn. Chó nó khó đi, nó không đi được ở đây. Rắn ráo hổ trâu chơi tốt thì này nó thì cứ treo leo ở cái tả ly thế này mới khó chơi. Có mùi ở đây. Bình thường đi săn thì con này vào bụi rậm nước nó vẫn chịu sục tìm đúng không? Ừ. Và đi thực tế xem con chó này thì nó chắc chắn được nhiều cái anh em ạ. Xem con chó nó có chịu khó hay không. Cái thần kinh và cái thần thái của con chó nó như thế nào. Nhiều con chó nó săn rất tốt nhưng mà nó chỉ tìm ở ngoài thôi. Vào bụi rậm là nó không chịu tìm. Nhưng mà con này thì vào bụi rậm này. Đây tả ly cao là thấy mùi rắn rồi, tìm rất là ác. Đấy, nhưng
ngửi hơi rất là ác đấy. Nó bắt đầu ngửi được hơi phát là nó đi ác đó. Anh lại quay lại chỗ cũ, lại quay lại chỗ đầu tiên. Ôi, lên trên này rồi, chịu. Cái thằng này mồm nó là nhiều quá. Lên trên này mất rồi. Không có đường lên thì chịu thôi. Thôi lại không tìm được đâu. Rắn ráo nó chui đây. Không lên được, đang cáu. Là đang mang thả con rắn đi, nhưng mà con rắn bé quá. Con rắn này được một lạng không? Con rắn bé quá này. Em đi lên trên đi cho nó đừng dẫm vào đấy. Được mà. Đây thả con hổ mang. Thôi cứ cạy cho, để cho nó bò đi xa xa tí. Thoải mái mà. Cho nó xa tí. Con rắn hơi bé chút. Đây thả là... Đây là mình đi test rắn bé này thì cho khoảng 10 phút xem sao. Phải thả cho đi thằng dọc lên đường trên kia. Đi tìm mãi mới được con rắn bé. Rắn này thì như anh cứ bắt ở xa về được, ở gần nhà là anh cứ thả gần khu đồi nhà ấy. Anh rắn này anh chả để làm gì đâu đúng không? Bé này chẳng ai mua. Kéo qua cái cống nó chui qua thì mất là thôi. Đang lại bắt rắn bỏ bao rồi, xong là thả chó xem như thế nào. Nắng quá rồi. 10 giờ trưa chưa nhỉ? Ôi thả thôi, thế rồi. Anh không cần lâu, cứ 10-15 phút xem thế nào. Bây giờ 10 rưỡi rồi thì chờ nửa tiếng, một tiếng thì lâu lắm. Dắt chó ra rồi. Thả xem nào. Thấy hơi rồi. Nãy thả đây hay trên này nhỉ? Hình như trên này sao? Đấy sao? Ừ. Nó đi nó cứ thái được, như thích cái thái độ nó cứ cắm đầu xuống đất nhỉ. Đại loại là chắc nó cũng thấy thoáng thoáng rồi nó mới. Chắc bắt được ngay. Con rắn rất bé nha mọi người nhá. Nó tìm, nó quay đít lại tìm lại đường rắn đi luôn. Đây là con rắn rất bé nha, bằng ngón tay đấy. Tít trên kia cơ. Rắn thì cất đi rồi. Tìm hơi. Xem nó đi đúng đường luôn. Không nhấc mũi lên tí nào. Đến đây là hết rồi phải không? Ờ đúng rồi. Đúng ở đây là hết rồi, thôi không tìm nữa. Đấy, nó cứ mất hơi là nó lại quay lại chỗ cũ. Rắn nãy thả đến đây là bắt vào cất đi rồi. Chưa thấy gần là chưa sủa. Đấy, thả tít dưới kia kìa. Đây này, các bác hay là anh em đi xem test chó này.
năm sáu người đi xem. Ừ. Tìm đi tìm lại. Có hơi thì nó quay lại luôn đấy. Nó cứ lại quay lại chỗ bắt đầu thả, không có hơi tí nữa. Nó phải tìm loanh quanh một lúc. Anh gọi phát quay lại luôn. Kiểu bây giờ nó đi nó hết mùi rắn cái là nó quanh đây. Đại loại là chỗ nào không thấy rắn nữa nó phải đi vẫn đi loanh quanh nó tìm một lúc. Không có đuôi nhìn điêu nhỉ. Và như con gấu thật. À, mà nếu mà khi nào mà mình đi săn con này mà cứ mất hơi là kiểu gì nó con rắn nó sẽ loanh quanh đấy rồi. Đập vào lỗ. Đấy, đúng đến đây là bắt lại. Muốn tìm lên tả ly nhỉ? Mất hơi lại quay lại. Thôi thế thôi nhỉ, nắng quá rồi, về đi. Về để đàm phán cho nào. Vẫn tìm đi tìm lại áp ấy, nhiệt tình. Chắc con rắn ti ti, con rắn ti ti được nửa lạng thôi. Rắn to thì nó sẽ tìm hơi tốt hơn rắn bé. Nhưng mà anh từ xa lên nữa thì anh giả bằng đấy. Cho anh coi, nhưng mà anh em mình giao lưu với nhau. 6,5 triệu tại chỗ nha anh em nha. Không lồng, không xích. Không lồng, không xích gì đấy. Anh em cứ bảo là mình mua chó rẻ. Đây, đòi 7 triệu. Đây, test từ sáng giờ đi hơn 100 cây số. Em nói mãi ra lộc cho được 500 này. Không lồng, không xích gì đâu. À thôi xin cái xích cũ này. Xích cũ này được mà. Giờ anh không có tiền mặt thì anh chuyển khoản ra Sùng Dương em lấy hộ. Rồi, chốt giao dịch. 6,5 triệu. Thì săn bảo hành săn hổ mang, hổ chúa, rắn giáo có săn. Còn ở đây hổ trâu không có nên không biết. Thôi kết. Tôi thấy gia đình nhà chú Thanh cũng hoàn cảnh quá, mình không biết là như nào, không có tiền để cho, nhưng mà tôi quyết định là mua con chó này. Dù được hay không được thì thôi mình vẫn giao lưu. Đó đi, em bắt vào lồng cho anh với. Anh chuyển khoản cho Sùng Dương hộ.